Kính chào quý vị đã đến với điểm tin sáng của Cà phê Không Đường News. Chương trình ngày hôm nay gồm những bản tin chính như sau. Mỹ cảnh cáo sẽ trục xuất sinh viên Trung Quốc vì nghi làm gián điệp. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO. Tổng thống Trump ký xác lệnh mạng xã hội sau những bê bối của Twitter. Mỹ cảnh cáo sẽ trục xuất sinh viên Trung Quốc vì nghi làm gián điệp. Chính phủ Mỹ đang xem xét hủy bỏ thị thực visa của hàng ngàn sinh viên cao học Trung Quốc vì họ có dính líu với quân đội Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo cho rằng, các sinh viên cao học Trung Quốc không nên ở trong các trường đại học của Mỹ để thực hiện hoạt động do thám. Tôi biết rằng đây là một thách thức, nhưng tôi tin rằng Tổng thống Trump sẽ có hành động cụ thể để giải quyết vấn đề này. Ông Pompeo nói với đài Fox News ngày 28 tháng 5. Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo đảm rằng các sinh viên đến đây để học, chứ không phải để hành động thay mặt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Pompeo nhấn mạnh. Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố biện pháp phản ứng của Mỹ trước việc Quốc hội Trung Quốc ngày 28 tháng 5 đã thông qua nghị quyết về ban hành luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông. Trước đó, ông Pompeo báo cáo trước Quốc hội Mỹ rằng Trung Quốc không còn duy trì mức độ tự trị cao cho Hồng Kông. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội Mỹ có thể rút lại quy chế đặc biệt với các ưu tiên về thương mại đối với đặc khu hành chính của Trung Quốc, theo AFP. Hàng năm, Mỹ đơn giá mức độ tự trị của Hồng Kông để Tổng thống quyết định đặc khu này có tiếp tục được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt về thương mại hay không, nhằm giúp nơi đây giữ vững vị trí là trung tâm tài chính thế giới. Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ, cảnh báo Hồng Kông được hưởng quy chế đặc biệt theo luật Mỹ dựa trên mức độ tự trị cao, nhưng sắp tới sẽ được đối xử như Trung Quốc đại lục về thương mại và các vấn đề tài chính khác. Chính quyền Hồng Kông ngày 28 tháng 5 kêu gọi Washington tránh xa vấn đề luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc đại lục áp đặt và cảnh báo việc rút lại quy chế đặc biệt có thể gây ra tác dụng ngược, ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO. Tổng thống Donald Trump hôm ngày 29 tháng 5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vì WHO đã không thực hiện được những cải cách rất cần thiết được yêu cầu và sẽ chuyển hướng các quỹ tài trợ với WHO cho những nhu cầu sức khỏe cộng đồng toàn cầu khẩn cấp khác. Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở vườn Hồng Nhà Trắng, Fox News đưa tin. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi trước đó có thông tin rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ đồng ý cấp khoản tài trợ tương đương với những gì mà Trung Quốc đóng góp cho WHO. Tổng thống Trump đã ra tối hậu thư hôm 18 tháng 5, tuyên bố Mỹ sẽ cho tổ chức y tế thế giới WHO 30 ngày để thực hiện những cải cách lớn nếu không sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn. Mỹ là nhà tài trợ hàng đầu cho cơ quan này với khoảng 450 triệu USD một năm, ông Donald Trump nói. Lưu ý rằng Trung Quốc đóng góp khoảng 40 triệu USD. Trung Quốc có sự kiểm soát hoàn toàn đối với Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, dù chỉ trả 40 triệu USD một năm so với chi phí mà Mỹ đã bỏ ra vào khoảng 450 triệu USD mỗi năm, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Thế giới cần câu trả lời từ Trung Quốc về virus corona. Chúng ta phải có sự minh bạch. Tại sao Trung Quốc lại phong tỏa những người bị lây nhiễm tại Vũ Hán và phần còn lại của đất nước? Tổng thống Mỹ nêu cáo buộc Bắc Kinh đã cho phép virus lây lan tự do trên khắp thế giới, bao gồm tại châu Âu và Mỹ. WHO thất bại trong thực thi cải cách hết sức cần thiết như đã được yêu cầu. Và Mỹ ngày hôm nay sẽ hủy bỏ quan hệ của chúng tôi với WHO. Đồng thời, điều hướng ngân sách sang các nhu cầu cấp thiết và y tế toàn cầu khác. Trước tuyên bố này, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích phản ứng của WHO trước đại dịch COVID-19 hiện đang khiến Mỹ trở thành nước chịu tổn thương nặng nề nhất. Ông lên án tổ chức Liên Hợp Quốc này đã thiên vị Trung Quốc và đổ lỗi cho WHO về việc ra khuyến cáo chống lại lệnh hạn chế đi lại đối với Trung Quốc mà Mỹ ban hành vào giai đoạn đầu của dịch bệnh. May mắn là tôi đã không bị thuyết phục và đã đình chỉ sự đi lại từ Trung Quốc đã cứu được số sinh mạng không thể đếm hết. WHO cũng bảo vệ những hành động của mình khi khẳng định đã đưa ra khuyến cáo phù hợp và cho các lãnh đạo thế giới đủ thời gian để can thiệp sớm vào khủng hoảng y tế. WHO đã tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào ngày 30 tháng 1, khi chỉ có 82 ca nhiễm và chưa có ca tử vong được ghi nhận từ bên ngoài Trung Quốc đại lục. WHO cũng dành lời khen cho Trung Quốc, nói rằng phản ứng của Bắc Kinh trước COVID-19 hồi tháng 2 có sự cải thiện so với khi đại dịch SARS bùng phát vào năm 2003. Theo số liệu của Đại học John Hopkins, đến nay, dịch COVID-19 đã khiến hơn 5,8 triệu người bị lây nhiễm trên toàn cầu, gồm hơn 1,73 triệu người tại Mỹ. Tổng thống Trump ký xác lệnh mạng xã hội sau những bê bối của Twitter Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 5 đã ký một xác lệnh hành pháp nhằm tăng cường khả năng của chính phủ trong việc kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội. Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Trump nêu rõ, hôm nay chúng tôi bảo vệ sự tự do ngôn luận khỏi những mối nguy hiểm lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Tổng thống Trump cũng cáo buộc các công ty truyền thông xã hội đã lạm dụng quyền, kiểm duyệt, hạn chế, sửa đổi, định hướng, che giấu và ngăn chặn hầu hết dạng thức truyền tải thông tin giữa các cá nhân hoặc đông đảo khán thính giả trong cộng đồng. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump dọa sẽ kiểm soát hoặc đóng cửa các công ty truyền thông xã hội sau khi mạng xã hội Twitter lần đầu tiên gắn cảnh báo với hai trong số những dòng trạng thái mà ông chủ Nhà Trắng đăng tải trên mạng để người đọc lưu ý kiểm nghiệm lại thông tin. Trong các dòng trạng thái mới đăng tải lên Twitter, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cáo buộc các nền tảng công nghệ không duy trì quan điểm khách quan chính trị. Những người theo phe Cộng hòa nhận thấy các nền tảng truyền thông xã hội hoàn toàn ỉm mọi tiếng nói từ phe bảo thủ. Tổng thống Donald Trump cảnh báo, chính quyền đương nhiệm sẽ kiểm soát chặt chẽ hoặc đóng cửa những nền tảng này đồng thời yêu cầu các trang mạng phải lập tức thay đổi. Xác lệnh nói trên sẽ chỉ đạo một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Kiến nghị Ủy ban Truyền thông Liên bang làm sáng tỏ phạm vi của mục 230 của đạo luật Điều tiết truyền thông. Một mục khác của xác lệnh sẽ thúc đẩy các cơ quan liên quan xem xét lại chi tiêu của họ dành cho quảng cáo trên truyền thông xã hội. Quý vị vừa theo dõi điểm tin sáng của Cà phê Không Đường News. Nếu có những nhận định gì, xin hãy bình luận ở phía bên dưới. Và nhớ nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất của Cà phê Không Đường News nhé. Kính chào và hẹn gặp lại.